giải sấm trạng trình tiếp theo. Kính thưa quý vị, các câu trước, ông trạng trình giới thiệu quê hương, tên tuổi, hình dáng, dung mạo, vân vân của vị anh hùng. Tiếp theo, ông trạng trình giới thiệu về sự thông minh, tài trí của vị anh hùng này. Muốn biết vị anh hùng này thông minh, tài trí như thế nào, chúng ta phân tích các câu tiếp theo thì sẽ rõ. 8 câu tiếp theo. Binh thư mấy quyển kinh luân, thiên văn địa lý, nhân văn phép mộc, xem ý trời ngõ hầu khải thánh, dốc sinh ra điều đỉnh hộ mai, sông thiên nhật nguyệt sáng soi, thánh nhân chẳng biết thì coi cho tượng, thông minh kim cổ khác thường, thứ nghiêu là trí, cao quan là tài. 2 câu. Binh thư mấy quyển kinh luân, thiên văn địa lý, nhân văn phép mộc. Câu. Binh thư mấy quyển kinh luân. Chữ binh thư nghĩa là sách nói về binh pháp, nói về cách dụng binh, nói về cách đánh giặc. Chữ mấy quyển, chữ mấy nghĩa là bao nhiêu, chỉ tổng tất cả số lượng nhiều hoặc ít. Ví dụ, Đố Anh con gết mấy chân, Cầu Ô mấy nhịp, Chợ Dinh mấy người. Chữ quyển chỉ từng đơn vị sách vở được đóng riêng thành tập. Ví dụ, quyển sách, quyển vở, quyển sổ. Vậy chữ mấy quyển nghĩa là bao nhiêu quyển, chỉ tổng tất cả các quyển. Chữ kinh luân, chữ kinh nghĩa là đã trải qua, đã từng qua, đã thông qua, như kinh nghiệm. Chữ luân nghĩa là vòng tròn, giáp vòng. Vậy chữ kinh luân nghĩa là đã từng trải qua giáp vòng, đã từng kinh nghiệm thông qua hết tất cả, không còn bị thiếu sót. Vậy câu binh thư mấy quyển kinh luân nghĩa là ông trạng trình cho biết vị anh hùng này có bao nhiêu quyển binh pháp nói về cách dụng binh, nói về cách đánh giặc, đều đã từng kinh nghiệm trải qua, thông qua giáp hết tất cả. Tiếp theo câu, thiên văn địa lý, nhân văn phép mộc. Chữ thiên văn, chữ thiên nghĩa là trời, bầu trời. Chữ văn nghĩa là hiện tượng. Vậy chữ thiên văn nghĩa là hiện tượng trên trời. Ví dụ, sự chuyển động của các thiên thể ngôi sao, mặt trời, mặt trăng, vân vân, ảnh hưởng đến thời tiết, khí hậu, nắng mưa, vân vân, ảnh hưởng đến vận mệnh các hung lành dữ của toàn thế giới, của mỗi nước, vân vân. Chữ địa lý, chữ địa nghĩa là đất, trái đất. Chữ lý nghĩa là lý lẽ tự nhiên, quy lực tự nhiên. Vậy chữ địa lý nghĩa là lý lẽ tự nhiên của đất, của trái đất. Ví dụ, lẽ tự nhiên của mặt đất, địa hình, địa vật, vân vân, ảnh hưởng đến vận mệnh các hung lành dữ của toàn thế giới, của mỗi nước, của mỗi con người, vân vân. Chữ nhân văn, chữ nhân nghĩa là con người, chữ văn nghĩa là sự hiểu biết. Vậy chữ nhân văn nghĩa là sự hiểu biết về con người. Ví dụ, biết được các hung lành dữ thạnh si của con người. Chữ phép màu nghĩa là pháp màu nhiệm, tức là các pháp màu nhiệm nói về thiên văn, địa lý, nhân văn. Ví dụ, người nào thấu hiểu được thiên văn, địa lý, nhân văn thì người đó được khen ngợi là bậc thông minh trí tuệ, thượng thông thiên văn, hạ tường địa lý, trung tri nhân sự. Vậy câu thiên văn địa lý, nhân văn phép màu nghĩa là các pháp màu nhiệm, thiên văn, địa lý, nhân văn. Tóm lại 2 câu. Binh thư mấy quyển kinh luân, thiên văn địa lý, nhân văn phép màu nghĩa là ông trạng trình cho biết vị anh hùng này có bao nhiêu quyển binh pháp nói về cách dụng binh,
nói về cách đánh giặc và có bao nhiêu pháp màu nhiệm về thiên văn, địa lý, nhân văn, đều đã từng kinh nghiệm trải qua, thông qua, giáp hết tất cả. Vì các câu trước, ông Trạng Trình giới thiệu vị anh hùng là Đức Huỳnh Giáo Chủ, cho nên chúng ta lấy một vài trường hợp của Đức Huỳnh Giáo Chủ để làm rõ nghĩa của hai câu này nhé. Ta thấy ông Trạng Trình giới thiệu tài trí của vị anh hùng Đức Huỳnh Giáo Chủ qua bốn đề mục là: 1. Cách dụng binh đánh giặc; 2. Thượng thông thiên văn; 3. Hạ tường địa lý; 4. Trung tri nhân sự. 1. Cách dụng binh đánh giặc của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Ông Ba Ánh lúc trước có đi lính quân khu chính, làm chức giảng viên cho quỷ viên đặc biệt là Đức Huỳnh Giáo Chủ. Có kể lại cách dụng binh của Đức Huỳnh Giáo Chủ là đánh đâu thắng đó như sau. Dạ, nhờ ông Ba ông nói cho thầy đồng đạo nha. Dạ. Nó lúc mà Đức Thầy, Cụ Hồ mời Đức Thầy đi vô làm quỷ viên quân khu chính đặc biệt, thì vào cái ngày rằm tháng giêng, rằm tháng giêng năm đó năm 47 á, rằm tháng giêng á, rồi vô thay cho ông Huỳnh Văn Hộ. Bị ông Huỳnh Văn Hộ ông chết ra mặt trận Tầm Du ơi, đánh với Tây á, chết không có ai làm được. Bác Hồ mới đề nghị Đức Thầy mời đợi hết trong cái quân binh quân khu chính có tàu ở đó, thì khi mà hợp lại đứng hàng dọc cho Đức trình diện với Đức Thầy á, là Đức Thầy cũng như là trình ngày nay tôi thay mặt cho Huỳnh Văn Hộ để cùng với anh em để mà hợp tác chống Pháp. Dạ. Thì ông mới nắm tay tao ra. Bính. Dạ. Tao đứng ở trong hàng ngũ mà ông đó, tao nắm tay tao ra, ông kéo ngoài. Ông mới nói với ông Lê Đức Anh với ông Trương Văn Giàu là quân khu chính đó. Dạ. Là bây giờ hai anh cho tôi xin đồng chí này. Thì hai ông kia mới trả lời á. Bây giờ bởi vì Bác Hồ đã ra quyết định giao quyền cho ông quỷ viên quân sự, thì bây giờ tất cả quân binh đi, ông muốn người nào làm việc với ông là ông cứ bắt đi mặn, chứ có gì đâu mà hỏi mà tôi này nọ, tôi đâu còn trách nhiệm này nữa. Ông nói vậy cũng tốt thôi, đồng chí phụ trách với tôi. Thì từ đó đó, phụ trách với ông đó, thì bác làm cái chức giảng viên thôi. Chiều có cuộc meeting nào ở đâu, chỗ nào, huyện nào đó, người ta rước đó đi, thì bắt đầu là ổng viết diễn văn đàng hoàng xong rồi đưa cho tao, tao đọc qua bận một, bận sau là thuộc phân nữa. Dạ. Ừ. Cái nhớ phi thường. Tài dách. Dạ. Diễn văn đặc sắc. Quýnh đâu được đó. Dạ. Hô quýnh cái đồn nào là dứt rắc, đem quân đánh hả? Quýnh Pháp phải không? Quýnh Pháp. Đó, ừ. Chẳng ngồi hồn giỏi là nhờ Đức Thầy đó. Dạ. Tiểu Hoàng 307, quýnh có bài hát luôn á. Quýnh đồn đó là quýnh, ổng kiểu nó đánh đi ăn đó. Còn cái đầu ông nói thua rồi đừng đánh, đánh là chết, chết binh sĩ đừng. Còn nói về cách dụng binh đánh giặc sau này của Đức Huỳnh Giáo Chủ, cũng giống như kế của Trương Lương. Trương Lương dùng tiêu thổi mà đánh bại được Hạng Võ, An Bá Tánh. Còn Đức Huỳnh Giáo Chủ mới nói chơi mà chư bang hàng phục, thiên hạ được thái bình, qua câu trong bài Hố Hò Phan như sau: cửu cửu y nhiên, tình riêng tham báo, đổ máu tuôn rơi, khùng mớ nói chơ, chư bang hàng phục. Còn trong Sấm Ký tập 1, ông Trạng Trình cho biết Đức Huỳnh Giáo Chủ nói chơ là thi tài giờ non lấp biển mà chư bang hàng phục, và tôn Đức Huỳnh Giáo Chủ là anh hùng thế giới, thiên hạ được thái bình, qua câu kê minh ngọc thụ thiên phinh bắc, ngu sức lam điền nhật chính đông, nhược đại ưng lai sư tử thượng, tứ phương thiên hạ thái bình phong. 2. Đức Huỳnh Giáo Chủ thượng thông thiên văn. Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết thời tiết giông gió nắng mưa đời nay sái mùa sái tiết, không còn theo trật tự như xưa nữa, qua câu trong quyển tư như sau: trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa
cũng khác xưa rồi. Ta thấy thực tế đúng như vậy. Như có năm đang ở mùa xuân mà thời tiết lạnh như ở mùa đông, hoặc đầu mùa xuân mà có những cơn mưa lớn như mưa mùa hè, vân vân. Hoặc năm con mèo 1939, chiến tranh thế giới thứ hai đang xảy ra, mà Đức Huỳnh giáo chủ cho biết chiến tranh thế giới thứ hai sẽ kết thúc vào hơn nửa năm con gà 1945. Qua câu trong quyển nhất sáng tác năm 1939 như sau: mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị sáo sào, canh khuya gà gái máu đào mớ ngưng. Ta thấy thực tế đúng như vậy. Canh khuya gà gái là hơn nửa năm Dậu 1945. Máu đào mớ ngưng là chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Hoặc Đức Huỳnh giáo chủ cho biết tương lai chiến tranh thế giới thứ ba sẽ kết thúc vào đầu năm Quý Dậu, qua câu trong bài tỏ câu huyền bí như sau: canh niên viễn lự tối thi thần, kê thủ nhất tràn vạn địch nhân, nam thức quân thần cuồng lão sĩ, châu nhi phục thị cổ đồng lân. Ba, Đức Huỳnh giáo chủ hạ tường địa lý. Đức Huỳnh giáo chủ cho biết trước mùa nước lên năm 1939 sẽ ngập lúa mùa, làm thất mùa, cho nên không có tiền tổ chức cúng đình rước thần, khó mong mà cốc sản đánh chiên đánh trống. Qua câu trong bài cúc cung bái như sau: sắp đến khó mong mà cốc sản, thất mùa chẳng rước thật là gai. Ta thấy thực tế đúng như vậy. Mùa nước lên năm 1939 quá lớn, làm ngập lúa mùa, thất mùa, không có tiền tổ chức cúng đình và thiếu lúa gạo, mọi người nghèo đói. Vì vậy mà Đức Huỳnh giáo chủ viết bài khuyên người giàu lòng phước thiện. Hoặc Đức Huỳnh giáo chủ cho biết trong ruột năm non núi Ông Cấm có đài cát của triều đình vua, đến thờ thượng quân sẽ xuất hiện, người hiền lành sẽ được ở trong đền vàng. Qua câu trong bài đến làng Nhân Nghĩa Cần Thơ như sau: rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có cát đài, chờ đợi con hiền nôi tục cổ, tớ thờ thượng cổ điểu hòa mai. Ta thấy thực tế ông bác Vật Lan và ông Tẩu Mã A có vào ruột năm non đã thấy được đền vàng. 4. Đức Huỳnh giáo chủ trung tri nhân sự. Năm 1940, ông chính diệm làng Định Yên là một cụ văn nho, đang dạy trên 100 học trò theo học nho giáo. Ông có làm bài thơ sướng hỏi Đức Huỳnh giáo chủ: người Pháp xâm lăng nước ta mấy chục năm rồi, ông là vị đại đức nào giáng trần xuống con sông Tiền này, sao không đánh đuổi người Pháp về nước? Qua câu: cường khấu xâm lăng kỷ thập niên, vị chi đại đức giáng Hà Tiên. Đức Huỳnh giáo chủ đáp họa: trời định người Pháp còn 5 năm nữa thì có người đánh Pháp rút quân về nước. Ta là Kim Sơn Phật trở lại, là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca, có bí danh là Đầu Đà. Qua câu: thiên ký lạc hồng đắc ngũ niên, sơn trung hầu giả bí danh tiên. Ta thấy thực tế đúng như vậy. Ông chính diệm làm bài thơ hỏi Đức Huỳnh giáo chủ vào năm 1940. Đến năm 1945 thì Nhật đánh Pháp rút quân về nước, đúng 5 năm mà Đức Huỳnh giáo chủ nói trước trong thơ đáp họa với ông chính diệm. Hoặc Đức Huỳnh giáo chủ cho biết trước hiện tại ông thanh sĩ còn nhỏ, nhưng sau này
là người sẽ phá đạo của ngài, qua câu trong bài Viếng làng Mỹ Hội Đông như sau: Nhìn xem tâm não bồi hồi, sơ nhi đã lậu, phá mồi dinh gian. Và năm 1945, Đức Quỳnh giáo chủ có viết bài Lời Tâm Quyết, trong đó có răn cấm: Không được chép bài vở nào của người khác để làm rối sự tín ngưỡng. Thực tế hiện nay thì có rất nhiều người trong tôn giáo không nghe lời tâm quyết của Đức Quỳnh giáo chủ, cho nên chép bài vở hiển đạo của ông Thanh Sĩ cho tín đồ của Đức Quỳnh giáo chủ, để tín đồ của Đức Quỳnh giáo chủ tu theo giáo lý chiêm bao của ông Thanh Sĩ dạy. Vì vậy, dẫn đến tình trạng làm rối sự tín ngưỡng. Vì có người thì chịu, vừa tu theo sấm giảng thi văn của Đức Quỳnh giáo chủ và vừa tu theo cuốn hiển đạo của ông Thanh Sĩ. Có người thì không chịu tu theo cuốn hiển đạo của ông Thanh Sĩ, mà chỉ chịu một lòng một dạ, một đời một đạo, tu theo cuốn sấm giảng thi văn của Đức Quỳnh giáo chủ. Từ đó dẫn đến quan điểm bất đồng, dẫn đến chia nhóm tu theo thầy, nhóm tu theo cậu hai Thanh Sĩ, dẫn đến cãi nhau, đánh nhau, vân vân. Như vậy ta thấy, chép bài vở hiển đạo của ông Thanh Sĩ làm rối sự tín ngưỡng rất rõ ràng thực tế. Cho nên, lời tiên tri của Đức Quỳnh giáo chủ đã ứng nghiệm, ông Thanh Sĩ là người sẽ phá đạo của ngài sau này. Tóm lại, ta thấy Đức Quỳnh giáo chủ là người thượng thông thiên văn, hạ tường địa lý, trung tri nhân sự, dụng binh đánh giặc, đánh đâu thắng đó, đúng như lời của ông Trạng Trình giới thiệu là binh thư mấy quyển kinh luân, thiên văn địa lý, nhân văn phép màu. Chú ý, có mẫu chuyện tự dựng bịa đặt nói sứ mạng ngài Thanh Sĩ đã được Đức Quỳnh giáo chủ định trước để dụ dỗ lôi kéo tín đồ của Đức Quỳnh giáo chủ tu theo ông Thanh Sĩ. Trong mẫu chuyện này kể, lúc ông Thanh Sĩ còn nhỏ, hai lần đau bệnh thập tử nhất sinh, hai lần bà Mười đem lên tổ đình nhờ Đức Quỳnh giáo chủ trị bệnh. Lần đầu bà Mười lo sợ lắm, nhưng Đức Quỳnh giáo chủ cho biết rằng hai nhất mà chết chóc gì, nếu chết lấy ai truyền giáo cho tôi. Lần thứ hai bà Mười lo thất thần, nhưng Đức Quỳnh giáo chủ an ủi nói: Cô Mười đừng có lo, nhà ngoại giao của tôi không chết đâu mà sợ. Ta thấy mẫu chuyện này nói ông Thanh Sĩ là người truyền giáo của Đức Quỳnh giáo chủ, và ông Thanh Sĩ là nhà ngoại giao của Đức Quỳnh giáo chủ. Còn trong bài Viếng làng Mỹ Hội Đông thì Đức Quỳnh giáo chủ nói ông Thanh Sĩ là người phá đạo của ngài. Như vậy, chúng ta tin bên nào nói đúng? Nếu nhận thức rằng Đức Quỳnh giáo chủ vắng mặt thì tu theo giáo lý sấm giảng thi văn của ngài, thì tin bài Viếng làng Mỹ Hội Đông Đức Quỳnh giáo chủ nói ông Thanh Sĩ là người phá đạo của ngài là đúng. Còn nếu nhận thức rằng Đức Quỳnh giáo chủ vắng mặt thì tu theo những lời kể, những lời dạy ở bên ngoài, thì tin ông Thanh Sĩ là người truyền giáo, thì tu theo ông Thanh Sĩ. Chúng ta xem xét lại coi ông Thanh Sĩ có truyền giáo của Đức Quỳnh giáo chủ không? Xem toàn bộ tất cả các tác phẩm của ông Thanh Sĩ, không thấy ông Thanh Sĩ truyền một câu hoặc một bài trong sấm giảng thi văn của Đức Quỳnh giáo chủ. Vậy ông Thanh Sĩ truyền giáo của ai? Ta thấy ông Thanh Sĩ truyền giáo của Phật trong chiêm bao như bài Lờ vàng trong mộng, truyền giáo của mẹ ruột vạn năm trước trong chiêm bao như bài Rằm tháng 10, truyền giáo của anh ruột vạn năm trước trong chiêm bao như bài Vạn niên huynh đệ, vân vân. Cho nên, nếu tin theo mẫu chuyện Đức Quỳnh giáo chủ tiên tri ông Thanh Sĩ là người truyền giáo của ngài, thì Đức Quỳnh giáo chủ tiên tri sai. Vì ông Thanh Sĩ không có truyền giáo của Đức Quỳnh giáo chủ, mà ông Thanh Sĩ truyền giáo của các vị khác trong chiêm bao. Còn nếu tin Đức Quỳnh giáo chủ tiên tri không bao giờ sai,
thì mẫu chuyện này là bịa đặt, không có thật. Và chúng ta xem xét lại coi, ông Thanh Sĩ có phải là nhà ngoại giao của Đức Huỳnh giáo chủ không? Nếu Đức Huỳnh giáo chủ nói ông Thanh Sĩ là nhà ngoại giao của ngài, thì khi ông Thanh Sĩ sang nước Nhật cho đến bây giờ, phải có ít nhất một người Nhật là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo qua thăm tổ đình, hai thăm chùa An Hòa Tự, hoặc qua dự lễ 18 tháng 5, hai dự lễ 25 tháng 11. Nói cho biết là nhờ ông Thanh Sĩ ngoại giao nên mới biết được tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo mà tu theo. Thực tế không có người Nhật nào là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo qua thăm cả. Cho nên nếu tin theo mẫu chuyện Đức Huỳnh giáo chủ nói ông Thanh Sĩ là nhà ngoại giao của ngài, thì Đức Huỳnh giáo chủ không có tài trung tri nhân sự. Vì không biết chọn người làm ngoại giao nên không có người Nhật nào là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo được ông Thanh Sĩ ngoại giao nhận quy y tu theo Phật giáo Hòa Hảo. Còn nếu tin Đức Huỳnh giáo chủ có tài trung tri nhân sự, biết chọn người làm ngoại giao, nếu chọn là thành công, thì mẫu chuyện này bịa đặt, không có thật. Tiếp theo hai câu: xem ý trời, ngõ hầu khải thánh, dốc sinh ra, điều đỉnh hộ mai. Câu: xem ý trời, ngõ hầu khải thánh. Các chữ xem ý trời nghĩa là xem định lực của thiên nhiên, xem sự vận hành của bộ máy thiên cơ, xem thiên văn, địa lý, nhân văn, để biết được các hung thắng bại còn mất vân vân, để biết được mệnh trời, biết ý trời. Ví dụ như trường hợp trên, ông Chính Diệm hỏi Đức Huỳnh giáo chủ, nếu ông là thánh nhân giáng trần, sao không đánh đuổi người Pháp về nước? Đức Huỳnh giáo chủ trả lời, trời định người Pháp còn 5 năm nữa mới về nước. Như vậy là Đức Huỳnh giáo chủ có xem thiên cơ, biết được mệnh trời, xem được ý trời. Chứ không phải như những người không biết xem thiên cơ, đoán đại, nói trúng hoặc không trúng thì thôi. Ai tin theo, nếu không trúng thì thất bại ráng mà chịu. Chữ ngõ hầu nghĩa là để mà, để cho, để rồi. Chữ khải thánh, chữ khải nghĩa là sự thắng lợi, như khải hoàng. Chữ thánh nghĩa là sáng suốt anh minh. Vậy chữ khải thánh nghĩa là sự thắng lợi, sáng suốt anh minh. Vậy câu xem ý trời, ngõ hầu khải thánh nghĩa là xem định lực của thiên nhiên, xem sự vận hành của bộ máy thiên cơ, xem thiên văn, địa lý, nhân văn, để biết được các hung thắng bại còn mất vân vân, để biết được mệnh trời, biết ý trời, để mà thắng lợi một cách sáng suốt anh minh. Ví dụ như trường hợp sau này, đền vàng núi Ông Cấm xuất hiện, các nước trên thế giới vào tấn công Việt Nam, chiếm đền vàng, chết vô số. Đến cơ trời thuận lợi thì Đức Huỳnh giáo chủ xuất hiện, mới nói chơi mà chư ban hàng phục. Như vậy là Đức Huỳnh giáo chủ có xem thiên cơ, biết được mệnh trời, biết xem ý trời, để mà thắng lợi một cách vẻ vang, thắng lợi sáng suốt anh minh. Tiếp theo câu, dốc sinh ra, điều đỉnh hộ mai. Các chữ dốc sinh ra, chữ dốc nghĩa là dồn hết tất cả cho việc gì, hoặc bao nhiêu đem ra hết, chí quyết. Như dốc lòng, dốc sức. Chữ sinh ra nghĩa là ra đời, ra thế gian. Vậy chữ dốc sinh ra nghĩa là ra thế gian, dồn hết tất cả cho việc. Các chữ điều đỉnh hộ mai. Chữ điều đỉnh, chữ điều nghĩa là lời nói, câu nói. Chữ đỉnh nghĩa là ngay thẳng, bằng thẳng, không lệch, không sai. Vậy chữ điều đỉnh nghĩa là những lời nói, câu nói ngay thẳng, không sai. Tức là những lời nói, câu nói chân lý được kết tập thành cuốn Sấm Giảng Thi Văn, giáo lý toàn bộ.
chữ hộ mai. Chữ hộ nghĩa là che chở, bảo vệ, hộ độ, hộ trì. Chữ mai nghĩa là ngày sau, ngày trong tương lai. Vậy chữ hộ mai nghĩa là ngày sau sẽ che chở, hộ độ. Tức là sau ngày viết sấm giảng thi văn xong, cho đến lập đời thượng nguân, sẽ che chở, hộ độ. Vậy các chữ điều đỉnh hộ mai nghĩa là nói những lời, những câu chân lý để ngày sau che chở, hộ độ. Tức là ngày sau sẽ che chở, hộ độ cho những người làm theo chân lý mà được lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ hướng dẫn chỉ dạy. Còn làm theo chân lý được lời của ông Thanh Sĩ, lời Văn Kinh bị tam sao thất bổn, lời các nhà sư tu theo thần tú, vân vân, thì không chắc chắn được Đức Huỳnh Giáo Chủ che chở, hộ độ. Vậy câu dốc sinh ra điều đỉnh hộ mai nghĩa là ra thế gian dồn hết tất cả cho việc những lời, những câu nói chân lý để ngày sau che chở, hộ độ. Tức là ra thế gian dồn hết tất cả vào việc thuyết pháp, viết sấm giảng thi văn để sau đó sẽ che chở, hộ độ cho những người làm theo lời dạy trong sấm giảng thi văn. Tóm lại hai câu: xem ý trời ngõ hầu khải thánh, dốc sinh ra điều đỉnh hộ mai, nghĩa là ông Trạng Trình cho biết vị anh hùng Đức Huỳnh Giáo Chủ xem định luật của thiên nhiên, xem sự vận hành của bộ máy thiên cơ, xem thiên văn, địa lý, nhân văn để biết được các hung thắng bại còn mất vân vân, để biết được mệnh trời, biết ý trời để mà thắng lợi một cách sáng suốt anh minh. Và vị anh hùng Đức Huỳnh Giáo Chủ ra thế gian dồn hết tất cả cho việc những lời, những câu nói chân lý để ngày sau che chở, hộ độ. Tức là ra thế gian dồn hết tất cả vào việc thuyết pháp, viết sấm giảng thi văn để từ đó cho đến lập đời thượng nguân sẽ che chở, hộ độ cho những người làm theo lời dạy trong sấm giảng thi văn. Tiếp theo hai câu: sông thiên nhật nguyệt sáng soi, thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường. Chữ sông thiên, chữ sông nghĩa là hai, đôi, cặp. Chữ thiên nghĩa là sách, thư tịch. Vậy chữ sông thiên nghĩa là hai phần sách, tức là phần sấm giảng và phần thi văn cặp lại thành một cuốn là sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ. Chữ nhật nguyệt, chữ nhật nghĩa là ngày, chữ nguyệt nghĩa là tháng. Vậy chữ nhật nguyệt nghĩa là ngày tháng, chỉ thời gian. Chữ sáng soi, chữ sáng nghĩa là hiểu, biết, rõ. Chữ soi nghĩa là nhìn vào để ngắm nghía như soi gương. Vậy chữ sáng soi nghĩa là nhìn vào ngắm nghía, suy gẫm sẽ hiểu rõ. Vậy hai câu sông thiên nhật nguyệt sáng soi, thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường, nghĩa là hai phần sách sấm giảng và thi văn, thời gian ngày tháng nhìn vào đó soi gọi, ngắm nghía, suy gẫm sẽ biết, sẽ hiểu được những lời, những câu mà thánh nhân chỉ dạy. Nếu chẳng biết thánh nhân là ai thì nên coi cho tường tận, coi cho hết, coi cho kỹ thì sẽ biết được thánh nhân là ai. Nếu coi kỹ cho tường tận thì thánh nhân là Tổ Ma Ha Ca Diếp, không phải Bồ Tát Di Lặc. Vì trong sấm giảng thi văn có nhiều chỗ nói thánh nhân là Kim Sơn Phật Ma Ha Ca Diếp, không thấy có chỗ nào nói thánh nhân là Bồ Tát Di Lặc. Ta thấy quan điểm của ông Trạng Trình nói là thánh nhân dốc hết lòng hết sức đem những lời nói, những câu văn vào trong cuốn sấm giảng thi văn để chỉ dạy chân lý. Chúng ta nhìn xem, suy gẫm, thời gian, ngày tháng từ từ sẽ hiểu rõ. Nếu không hiểu rõ thì nên xem xét, suy gẫm lại cho kỹ, cho tường tận thì sẽ hiểu rõ. Chứ không phải nói nếu không hiểu rõ thì nên xem quyển kinh khác, quyển giảng khác để hiểu rõ sấm giảng thi văn.
Còn quan điểm của một số người hiện nay, muốn hiểu rõ chân lý trong sấm giảng thi văn thì phải xem những quyển kinh khác, những quyển giảng khác, những lời nói của các nhà sư khác, vân vân. Ví dụ như trong sấm giảng thi văn nói câu cần tu cho đạt ngũ hương, nếu không xem kinh khác thì đâu biết ngũ hương là gì, cho nên phải xem kinh khác để hiểu nghĩa sấm giảng thi văn. Từ những chỗ suy nghĩ như vậy cho nên dẫn đến biến tướng là lấy râu ông này cặm càm bà kia, cầm cuốn sấm giảng thi văn của Đức Huỳnh giáo chủ mà không giải nghĩa theo quan điểm của Đức Huỳnh giáo chủ, lại giải nghĩa theo quan điểm chiêm bao của ông thanh sĩ, giải nghĩa lầm lạc theo văn kinh Tam Sao Thất Bổn, giải nghĩa theo quan điểm của sư Thần Tú, sư Tịnh Không, vân vân, dẫn đến giải sai, hiểu sai, tu sai. Thấy chuyên cần tu hành quá mà kết quả không được dự hội xem đời là do tu không đúng chánh pháp mà Đức Huỳnh giáo chủ chỉ dạy. Cũng giống như đi thi, thấy làm bài hay quá nhưng kết quả bị rớt là do làm sai đề. Còn mình thì theo quan điểm của ông Trạng Trình, coi sấm giảng thi văn, chỗ nào không hiểu thì coi lại cho kỹ, cho tường tận thì sẽ hiểu. Còn như chữ ngũ hương, không biết nghĩa là gì thì tra từ điển sẽ biết nghĩa. Không cần xem hết văn kinh bị Tam Sao Thất Bổn để tránh lạc lầm. Xin kể một mẫu chuyện bên thầy về văn kinh bị cải sửa nhé. Khi Đức Thầy ở Bạc Liêu, ông Đặng Thành Tụ cùng các anh chị em đồng đạo ở chợ mới có xuống thăm. Trên đường đi xuống, ông có ghé chợ Bạc Liêu, thấy nhà sách cũ có cuốn kinh Đạt Mạ Bủ Triền, ông rất mừng. Vì nhà ông có cuốn kinh này nhưng bị mất nên ông mua nó, rồi cùng anh chị em đến nhà ông ký giỏi để thăm Đức Thầy. Khi đến gần nơi thì ông lo sợ, sợ Đức Thầy nói giáo lý của tôi dạy không đủ để tu hay sao mà tìm thêm những cái khác để tu. Đang đi suy nghĩ như vậy thì đến cửa nhà ông ký giỏi, thấy Đức Thầy đi ra chào mừng các anh chị em mới đến, ông liền cặp quyển kinh vào nách để chào thầy. Đức Thầy hỏi, cuốn kinh gì vậy? Phải Đạt Mạ Bủ Triền không? Ông Tụ trả lời, dạ phải. Đức Thầy nói, đưa thầy coi. Ông Tụ cầm hai tay, đưa cho thầy. Đức Thầy cầm quyển kinh và nói, kinh bây giờ bị in sai gần hết rồi, nó nói không có đúng, coi theo đó mà tu là lạc đường à. Ông Tụ trả lời, thưa thầy, con có xem qua rồi, nó đúng y như quyển kinh ở nhà của con bị mất, đâu có bị sai thầy. Đức Thầy trả lời, tôi nói sai là do người ta cải sửa kinh sách, không phải nói quyển kinh này so với quyển kinh ở nhà ông bị mất mà sai. Ông Tụ hỏi, vậy chỗ nào bị sai? Thầy lấy ví dụ thử cho con biết. Lúc đó, Đức Thầy lật quyển kinh ra, không có lựa trang, chỉ cho ông Tụ. Đức Thầy nói, ví dụ chỗ này, ông Đạt Ma Tổ Sư bị thần quan đánh gãy 4 cái răng cửa, rồi ra ngoài uống kim đơn, mọc răng trở lại. Ông Tụ trả lời, dạ, đúng như vậy thầy. Ông Đạt Mạ Tổ Sư bị thần quan đánh gãy 4 cái răng cửa, rồi ra ngoài uống kim đơn, mọc răng trở lại là đúng, đâu có sai đâu thầy. Đức Thầy nói, anh nói không sai phải không? Anh suy nghĩ lại xem, ông Đạt Mạ Tổ Sư là Phật, làm sao mà sơ ý bị đánh gãy răng? Rồi không uống kim đơn, mọc răng không được sao? Phật là bậc giác ngộ, thiên biến vạn hóa, đâu cần phải uống kim đơn mới mọc răng được. Nghe Đức Thầy nói vậy, ông Tụ mới giật mình, như vậy là kinh bây giờ bị sai nghĩa lý hết rồi. Ông hứa với lòng là không coi kinh nữa, chỉ xem giáo lý Đức Thầy mà tu học cho chắc ăn, khỏi lo sợ bị tu lạc đường. Chú ý, có người giải câu sông thiên nhật nguyệt sáng soi, gáp chữ nhật và chữ nguyệt lại là chữ minh, còn chữ sông thiên và sáng soi thì bỏ, không giải nghĩa. Hoặc có người giải là hai hành tinh
mặt trời và mặt trăng soi sáng. Còn theo tôi thì, nếu giải như vậy, gáp vào ý nghĩa của câu trên và câu dưới không ăn khớp ý với nhau. Vì câu trên là dốc sinh ra điều đỉnh hộ mai, nghĩa là vị anh hùng này ra thế gian dồn hết tất cả vào việc thuyết pháp, viết sấm giảng thi văn, để từ đó cho đến lập đời thượng quân sẽ che chở hộ độ cho những người làm theo lời dạy trong sấm giảng thi văn. Rồi tiếp theo đến câu sông thiên nhật nguyệt sáng soi, rồi mới đến câu thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường, nghĩa là chẳng biết thánh nhân thì coi sấm giảng thi văn cho tường tận thì sẽ biết. Nếu giải câu sông thiên nhật nguyệt sáng soi, nghĩa là chữ minh hoặc là hai hành tinh mặt trời và mặt trăng soi sáng, thì gáp vào thấy không ăn khớp ý câu trên và câu dưới. Cho nên tôi giải sông thiên nhật nguyệt sáng soi nghĩa là hai phần sách sấm giảng và thi văn, thời gian ngày tháng nhìn vào đó soi gọi, ngắm nghía suy gẫm sẽ sáng, sẽ hiểu biết, thì thấy nó phù hợp câu trên và câu dưới hơn. Còn quý vị nào có ý khác xin bình luận góp ý, mình xin cảm ơn. Tiếp theo hai câu thông minh kim cổ khác thường, thứng nghiêu là trí, cao quan là tài. Câu thông minh kim cổ khác thường, chữ thông minh nghĩa là khả năng hiểu biết và tiếp thu nhanh, đúng, sáng suốt. Chữ kim cổ, chữ kim nghĩa là nay, hiện tại, bây giờ. Chữ cổ nghĩa là xưa, cũ, quá khứ. Vậy chữ kim cổ nghĩa là từ xưa đến nay. Chữ khác thường nghĩa là không giống như bình thường, không giống như thường thấy. Vậy câu thông minh kim cổ khác thường nghĩa là sự thông minh của vị anh hùng Đức Huỳnh giáo chủ khác thường từ xưa đến nay. Ví dụ như trường hợp ở đời từ xưa đến nay, học hết tiểu học thì trình độ biết được ở cấp tiểu học, học hết đại học thì trình độ biết được ở cấp đại học, học tiếng Anh thì biết được tiếng Anh, học tiếng Nhật thì biết được tiếng Nhật, vân vân. Còn Đức Huỳnh giáo chủ thì khác thường như vậy. Đức Huỳnh giáo chủ chỉ học hết cấp tiểu học mà biết hết tất cả các cấp. Cho nên những người có trình độ cao như luật sư Mai Văn Dậu, thư ký soái phủ Nam Kỳ Võ Văn Giỏi, thi sĩ Việt Châu, vân vân, đều phục tài và quy y với Đức Huỳnh giáo chủ. Hoặc Đức Huỳnh giáo chủ không có học tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hoa, vân vân, mà biết viết và nói được hết tất cả các thứ tiếng. Hoặc bình thường ở đời muốn biết đạo Nho thì phải học đạo Nho, xem kinh sách của đạo Nho. Muốn biết đạo Lão thì phải học đạo Lão, xem kinh sách của đạo Lão. Muốn biết đạo Phật thì phải học đạo Phật, xem kinh sách của đạo Phật, quy y Phật, vân vân. Còn Đức Huỳnh giáo chủ thì khác thường như vậy. Không thấy Đức Huỳnh giáo chủ quy y với ai, không thấy Đức Huỳnh giáo chủ học đạo nào, xem quyển kinh nào, mà Ngài lại biết rõ hết tất cả các đạo. Cho nên nhiều bậc tài cao học rộng, các bậc văn nho đến làm thơ sướng quạ với Ngài, Ngài đáp quạ liền, không cần phải suy nghĩ. Các vị ấy có hỏi sai về kiến thức thì Đức Huỳnh giáo chủ cũng biết. Ví dụ như trường hợp của ông Lương Văn Tốt hiểu lầm về kiến thức Phật giáo. Theo ông Lương Văn Tốt nghĩ là từ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là do Đức Phật Thích Ca thiết, cho nên ông mới làm bài thơ sướng hỏi 3.000 thế giới ai là chủ. Nhưng từ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới không phải do Đức Phật Thích Ca thuyết, mà là do thần học vũ trụ quan Ấn Độ cổ xưa diễn tả truyền thuyết núi Tu Di. Còn Đức Phật Thích Ca thuyết là hằng hà sa số thế giới, nghĩa là thế giới nhiều vô số như các sông Hằng, không phải có 3.000. Cho nên Đức Huỳnh giáo chủ đáp quạ và cho thêm
Hỏi: vì sao thế giới lại 3.000? Bài thơ xướng quả như sau. Ông Lương Văn Tốt hỏi: mộ đạo ơn trên chưa hiểu danh, xin ông phân cạn chúng nghe rành. 3.000 thế giới ai là chủ, mở lượng từ bi dạy chúng sanh. Đức thầy đáp quả: vâng lệnh Phật tôn chưa hiểu danh, ngặt vì pháp lực khó phân rành. Càng khôn muốn biết ai là chủ, tu hành theo dõi đến mây xanh. Và phần cho thêm có câu: vì sao thế giới lại 3.000? Học đã gành chưa đến hỏi han, đã lãm nho văn thì hãy đối, đáp lời cho vẹn kiến tiên ban. Hoặc ông Chính Diệm hiểu lầm rằng thờ phong thần, đời Tam Vương nhà Châu, ông Hồng Quân lão tổ, cho ba ông đệ tử là Thái Thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ uống thuốc linh đơn và cấm không được truyền đạo dạy học trò nữa. Cho nên ông làm bài thơ sướng có câu: Thái Thượng Tam Vương cổ bất truyền. Và Đức Huỳnh giáo chủ đáp quả có câu: lão đạo tiền phong bắt ý truyền. Tức là đạo lão còn truyền dạy ở Bắc Kinh Trung Quốc không có bị cấm. Vì ông Hồng Quân lão tổ cấm ba ông đệ tử gây sự đánh với nhau, chứ không có cấm ba ông truyền đạo. Tiếp theo câu: thứng nghiêu là trí, cao quan là tài. Các chữ thứng nghiêu là trí, chữ thứng nghiêu là hai vị vua Đường Nghiêu và Ngu Thấn đời Ngũ Đế, nổi tiếng là người hiền, trọng trung hiếu, trị nước thái bình an lạc. Chữ trí nghĩa là khả năng nhận thức, ghi nhớ, suy nghĩ, phán đoán, vân vân. Vua Nghiêu, vua Thấn có trí là hiểu biết về con người. Vua Nghiêu đặt ra lễ nhạc dạy dân chúng, để dân chúng biết được cách đối nhân xử thế theo lễ và lo tròn bổn phận trung hiếu, cho nên đất nước được thái bình an lạc. Vua Thấn tạo ra nhạc thiều, dạy dân chúng hiền lành, lương thiện, lo tròn bổn phận trung hiếu, cho nên vua Thấn ở nhà khải đàn mà trị an thiên hạ, không dùng lực pháp trị dân. Vì vậy thờ vua Nghiêu Thấn dùng đức để trị dân, không có dùng lực pháp để trị dân, nên không có nhà tù. Ta thấy trí của vua Nghiêu Thấn giỏi về trung tri nhân sự, trí hiểu biết về con người, cho nên tạo ra lễ nhạc, dân chúng hưởng ứng làm theo hiền lành trung hiếu, mà đất nước được thái bình an lạc. Vì vậy mà ông Chạng Trình dùng nghệ thuật so sánh, trí của vị anh hùng Đức Huỳnh giáo chủ cũng tương tự như vậy. Đức Huỳnh giáo chủ dốc lòng dốc sức viết ra cuốn Sấm Giảng Thi Văn để dạy mọi người hiền lành, lương thiện, lo tròn trung hiếu, phá vô minh, vân vân, để mọi người được sống đời thượng nguyên, về tiên, về Phật, vân vân. Các chữ cao quan là tài. Chữ cao quan là hai vị vua Thái Cao Hoàng Đế Phục Hy đời Ngũ Đế có tài Thượng Thông Thiên Văn và Thủy Quan Đại Đế Hạ Vũ đời Tam Vương có tài Hạ Tường Địa Lý. Chữ tài nghĩa là khả năng đặc biệt làm được một việc nào đó. Thái Cao Hoàng Đế Phục Hy có tài thông về thiên văn. Lúc ban đầu vua Phục Hy không biết nguyên nhân từ đâu mà thời tiết có lúc lạnh quá, có lúc nóng quá, có khi mưa quá nhiều, có khi mưa ít hoặc không mưa, có khi nước lên quá nhiều, có khi khô hạn không có nước uống, vân vân. Ông không biết trước được thời tiết sẽ thay đổi khi nào, để giúp dân chúng phòng tránh đối phó khi thời tiết thay đổi. Cho nên ông lập bàn hương án giữa trời, cầu ơn trên giúp cho ông biết được khi nào thì thời tiết thay đổi để giúp dân chúng. Nguyện vái xong thì nghe quân lính báo cáo,
Ở sông Hoàng Hà có vòng nước xoáy rất lớn, cuồn cuộn nổi lên, không biết tình hình như thế nào. Cho nên vua Phục Hy và các quần thần ra xem, thì thấy nổi lên một con lân mã, chạy trên mặt nước đến nhà vua và quỳ xuống. Trên lưng con lân mã có cái hộp và thanh kiếm. Nhà vua lấy thanh kiếm mở cái hộp ra, trong hộp có một bức đồ hình đặc biệt gọi là hà đồ. Dựa vào hà đồ mà nhà vua biết được sự vận hành của vũ trụ càn khôn, biết được khi nào thì thời tiết thay đổi vân vân, để giúp dân chúng. Có lần vua Phục Hy dựa vào hà đồ xem thiên văn, thấy tinh hoa của năm ngôi sao đáp xuống cây ngô đồng, rồi có chim phượng hoàng đến đậu. Nhà vua thấy phượng hoàng đậu lên cây ngô đồng thì biết đây là cây quý, hấp thụ được tinh hoa trời đất, nên sai người lấy gỗ làm nhạc khí. Vua Phục Hy chia cây làm ba đoạn, đoạn ngọn thì tiếng quá trong mà nhẹ, đoạn gốc thì tiếng quá đục mà nặng, còn đoạn giữa thì tiếng vừa trong vừa đục, có thể dùng được. Vua Phục Hy lại sai người đem ra giữa sông ngâm 72 ngày đêm, rồi vớt lên phơi khô, giao cho thợ làm nhạc khí gọi là giao cầm. Còn Thủy Quang Đại Đế Hạ Vũ có tài tường về địa lý. Cuối thời vua Thấn có xảy ra trận đại hồng thủy lũ lụt lớn, làm ngập lụt đất đai nhà cửa vân vân. Vua Thấn giao nhiệm vụ cho Hạ Vũ trị thủy. Lúc đầu Hạ Vũ chưa biết cách trị thủy, ông đắp đê đắp đập ngăn lũ. Nhưng đắp đê đắp đập càng cao thì lũ dâng lên càng lớn. Cho nên ông lập bàn hương án giữa trời, cầu ơn trên giúp đỡ cách trị thủy, để giúp dân chúng được an lạc. Khi cầu nguyện xong thì thấy dưới sông Lạc có một con quy nổi lên chạy đến Hạ Vũ. Trên lưng con quy có một bức thư đồ hình đặc biệt, còn gọi là Lạc Thư. Dựa vào Lạc Thư mà Hạ Vũ biết được sự vận hành của vũ trụ càn khôn, am tường địa lý, vân vân. Hạ Vũ thay đổi cách trị thủy. Thay vì trực tiếp đắp đê đắp đập, ngăn dòng chảy của sông, ông đã thực hiện nạo vét lòng sông, nạo vét kênh mương, khai thông cống rãnh, cho nước tràn vào các cánh đồng, giảm bớt sự dâng lên của nước lũ. Cách trị thủy thành công, dân chúng được an cư lạc nghiệp. Cho nên vua Thấn truyền ngôi vua cho Hạ Vũ. Ông được nổi danh là Đại Vũ Trị Thủy, được tôn là Thủy Quang Đại Đế. Ta thấy tài của Thái Cao Hoàng Đế Phục Hy thông về thiên văn, biết được định lực tự nhiên của vũ trụ, giúp dân chúng phòng tránh thiên tai, sự thay đổi thời tiết vân vân. Tài của Thủy Quang Đại Đế Hạ Vũ tường về địa lý, trị thủy thành công, giúp dân chúng an cư lạc nghiệp. Vì vậy mà ông Chạng Trình dùng nghệ thuật so sánh tài của vị anh hùng Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng tương tự như vậy. Đức Huỳnh Giáo Chủ thông thiên văn, biết được định lực tự nhiên của vũ trụ, cho dân chúng biết trước đời Hạ Nguyên sắp hết, sẽ chuyển sang Thượng Nguyên. Thời tiết giao thời sẽ làm xuất hiện nhiều chứng bệnh dịch lạ, cây trái hoa màu hư bông hoa, làm mất mùa đói đau, dẫn đến chiến tranh toàn cầu vân vân. Cho nên Ngài khuyên mọi người tu niệm để được Phật Thánh Tiên cứu độ qua những tai nạn đó, và biết được mệnh trời sau này Ngài xuất hiện đúng thời điểm làm hòa bình chiến tranh thế giới thứ ba. Cho nên các nước tôn Ngài là anh hùng thế giới. Và Đức Huỳnh Giáo Chủ tường về địa lý, cho biết vùng Thất Sơn trong ruột núi Ông Cấm có đền Hoàng Địa Ngọc và có Chúa Thánh ra đời. Cho nên Ngài khuyên mọi người tu niệm để được sống đời Thượng Nguyên, phò vua giúp nước, hoặc về tiên về Phật vân vân. Vậy hai câu thông minh kim cổ khác thường, thứ nghiêu là trí, cao quang là tài, nghĩa là
Sự thông minh của vị anh hùng Đức Huỳnh giáo chủ khác thường từ xưa đến nay, không học mà thông. Có trí tri nhân sự, hiểu biết về con người, như vua Thấn vua Nghiêu, giúp đất nước được thái bình an lạc. Và có tài thông thiên văn như vua Thái Cao hoàng đế Phục Hy, tường địa lý như vua Thủy Quang đại đế Hạ Vũ, giúp dân chúng sống đời thượng nguyên, an cư lạc nghiệp, về tiên về Phật, vân vân. Tóm lại 8 câu: binh thư mấy quyển kinh luân, thiên văn địa lý, nhân văn phép màu, xem ý trời, ngõ hầu khải thánh, dốc sinh ra, điều đỉnh hộ mai, sông thiên nhật nguyệt sáng soi, thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường, thông minh kim cổ khác thường, Thấn Nghiêu là trí, Cao Quang là tài. Nghĩa là ông chẳng trình cho biết vị anh hùng Đức Huỳnh giáo chủ có bao nhiêu quyển binh pháp nói về cách dụng binh, nói về cách đánh giặc, và có bao nhiêu pháp màu nhiệm về thiên văn, địa lý, nhân văn, đều đã từng kinh nghiệm trải qua, thông qua, biết qua giáp hết tất cả, không còn sai lầm. Ông trạng trình cho biết vị anh hùng Đức Huỳnh giáo chủ xem định lực của thiên nhiên, xem sự vận hành của bộ máy thiên cơ, xem thiên văn, địa lý, nhân văn, để biết được các khung, thắng bại, còn mất, vân vân, để biết được mệnh trời, biết ý trời, để mà thắng lợi một cách sáng suốt, anh minh. Và vị anh hùng Đức Huỳnh giáo chủ ra thế gian dồn hết tất cả cho việc những lời, những câu nói chân lý, để ngày sau che chở hộ độ. Tức là ra thế gian dồn hết tất cả vào việc thiết pháp, viết sấm giảng thi văn, để từ đó cho đến lập đời thượng nguyên sẽ che chở hộ độ cho những người làm theo lời dạy trong sấm giảng thi văn. Ông trạng trình còn cho biết hai phần sách sấm giảng và thi văn, thời gian ngày tháng nhìn vào đó soi gọi ngắm nghía suy gẫm, sẽ hiểu được những lời những câu mà thánh nhân chỉ dạy, sẽ biết được thánh nhân là ai. Nếu chẳng biết thánh nhân là ai thì nên coi cho tường tận, coi cho hết, coi cho kỹ thì sẽ biết được thánh nhân là ai. Và sự thông minh của vị anh hùng Đức Huỳnh giáo chủ khác thường từ xưa đến nay, không học mà thông. Có trí tri nhân sự, hiểu biết về con người, như vua Thấn vua Nghiêu, giúp đất nước được thái bình an lạc. Và có tài thông thiên văn như vua Thái Cao hoàng đế Phục Hy, tường địa lý như vua Thủy Quang đại đế Hạ Vũ, giúp dân chúng sống đời thượng nguyên, an cư lạc nghiệp, về tiên về Phật, vân vân.